Giao tranh khốc liệt trên nhiều mặt trận, ba cơ mút đẫm máu. Tổng thống Zelensky, Ukraine không đủ sức mạnh và vũ khí tấn công lãnh thổ Nga. Dộ tin thủ lĩnh Wagner ngỏ ý tiết lộ vị trí quân Nga cho Ukraine. Trung Quốc đồng ý chuyển giao công nghệ tàu cao tốc cho Thái Lan. Canada cảnh báo về đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự Ukraine theo thông tin từ quân đội nước này vừa cho biết, giao tranh vẫn đang diễn ra gay gắt ở các thành phố Liman, Bakhmut, Abdika và Marinka, tỉnh Donetsk, vùng Donbas, đông Ukraine. Trong đó ác liệt nhất vẫn là ở Bakhmut. Quân đội Kiev cũng cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên khắp Ukraine vẫn còn cao. Thông tin trên phù hợp với phát ngôn cùng ngày của Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malia. Bà cho biết quân đội nước này đã giành lại được hơn 10 khu vực mà Nga đang kiểm soát ở Bakhmut. Theo bà Malia, các đơn vị Ukraine đang tiếp tục tiến lên ở vùng ngoại ô Bakhmut và tình hình bên trong thành phố này là rất nóng. Bà thông tin thêm rằng quân Nga đã tập trung tất cả lực lượng ở Bakhmut và đang phá hủy mọi thứ trên đường đi. Theo hãng tin AP, hiện vẫn chưa rõ liệu bước tiến này có đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua tại Bakhmut hoặc là dấu hiệu bắt đầu cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Kiev hay không. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington đánh giá rằng Bakhmut vẫn là lãnh thổ tranh chấp. Ông nói thêm rằng cả Nga và Ukraine đều không từ bỏ thành phố này và các mặt trận giao tranh đổi chủ mỗi ngày. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi tất cả cuộc tấn công của Ukraine gần Bakhmut. Theo ông Konashenkov, Ukraine đã có những nỗ lực lớn nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía Bắc và phía Nam Bakhmut. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực tấn công của các đơn vị Ukraine đã bị đẩy lùi. Ông cho biết trong lúc đẩy lùi các cuộc tấn công của Kiev, các lực lượng Nga đã loại bỏ hơn 400 quân nhân Ukraine, gần hai thành phố là Soleda và Bakhmut của tỉnh Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố loại bỏ 12 xe tăng, 18 xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép và lựu pháo D-20 của Ukraine. Ông Konashenkov thông tin thêm rằng, các đơn vị tấn công của Nga với sự hỗ trợ bằng lực lượng lính dù sẽ tiếp tục tham chiến để giành khu vực phía Tây Bakhmut. Bên cạnh đó, theo các trang tin Telegram theo dõi chiến sự tại Ukraine, bất chấp các đợt phản công lấn chiếm của Ukraine tại hai vành đai phía Bắc và Nam Bakhmut, lực lượng quân đội Nga và binh sĩ hợp đồng Wagner tiếp tục đạt được nhiều kết quả khi công phá khu vực đô thị phía Tây thị trấn. Đây chính là cứ điểm cuối cùng còn lại của Ukraine tại khu vực chiến lược này. Cụ thể, Wagner đã tiến chiếm vào một số khu vực bên trong khu cao ốc phía tây thị trấn. Giao tranh ác liệt đang xảy ra. Dù có ưu thế về hỏa lực, lực lượng Nga vẫn tiến rất chậm do đặc thù của tác chiến đô thị. Hiện tại, sau các đòn tấn công thăm dò ở phía Bắc và Nam Bakhmut, phía Ukraine chưa có động tính gì thêm, ngoài các đợt đụng độ nhỏ tại Kherson, Zaporizhia và Lugansk. Thời tiết cũng đang dần thuận lợi cho các đợt phản công lớn khi nhiệt độ giảm khiến mặt đất cứng lại để cả hai bên đều có thể sử dụng các đơn vị thiết giáp tăng cường trong các đợt tấn công. Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh UAV tự sát lan xét của nước này lao xuống phá hủy một hệ thống tên lửa của Ukraine ở Uleda, Donbass. Đoạn video chia làm hai phần. Phần đầu được ghi bằng chính camera trên UAV cho thấy vũ khí Nga khóa mục tiêu và lao xuống, Phần 2 được quay từ một camera ở phía xa ghi lại cảnh hệ thống tên lửa của Ukraine nổ tung. UAV Lancet được chế tạo để thực hiện nhiệm vụ chính là trinh sát, tuy nhiên nó cũng có khả năng tấn công tự sát, đặc biệt trước mục tiêu có giá trị cao như hệ thống tên lửa đối phương. Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV này được đặt tên là Lancet, tức là dao mổ, vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như trong một cuộc phẫu thuật. Lancet có tốc độ khoảng 110 km h khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3 kg, cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40 km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12 kg, gồm cả thuốc nổ. Truyền thông mới đây đã công bố một hình ảnh vệ tinh mới về một địa điểm lưu trữ đạn dược và chất nổ ở phía tây thành phố Kemenitsky của Ukraine, cho thấy hầu hết cơ sở này đã bị xóa khỏi bản đồ. Các video xuất hiện cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên ở ngoài ô Kemenitsky. Sự hủy diệt rõ ràng là do một loạt vụ nổ thứ cấp cực lớn gây ra. Planet Labs đã cung cấp những hình ảnh chụp vào sáng ngày 14 tháng 5 năm 2023, cho thấy kho đạn bị phá hủy có vết sẹo sâu và đổi màu sau so vụ nổ lớn. Quy mô của sự hủy diệt là khá đáng chú ý vì khu vực lưu trữ an toàn rộng nửa dặm. Các báo cáo nói rằng kho vũ khí này đã bị máy bay không người lái của Nga tấn công và đã có nhiều thương tích cũng như thiệt hại cho các tòa nhà trong khu vực xảy ra do sóng xung kích từ các vụ nổ thứ cấp. Ngoài các báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, vẫn chưa biết chính xác loại vũ khí nào gây ra vụ nổ. Nga đã nhắm mục tiêu vào một kho vũ khí tương tự ở miền đông, Ukraine, chỉ chưa đầy hai tuần trước đó. Cuộc tấn công đó đã gây ra sự tàn phá tương tự, để lại miệng núi lửa khổng lồ trên mặt đất, nơi vụ nổ bắt nguồn. Được biết, khu vực xảy ra vụ tấn công có khả năng chứa đạn và vật liệu nổ cũ nát có từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng một số người cho rằng loại đạn mới hơn được sử dụng để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh cũng có thể được cất giữ ở đó. Nga dường như đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở này để phá hủy bất kỳ vật liệu liên quan nào được lưu trữ trong chúng, hoặc ít nhất là để gây ra một vụ nổ thứ cấp có sức hủy diệt lớn. Thời gian qua, Ukraine đã nhận được 390 đơn vị pháo kéo và 440 pháo tự hành. Những khẩu súng lớn của NATO đã thể hiện rất tốt trong các trận chiến. Song theo nhận định của chuyên gia, hơn 1 phần 3 số này đã bị quân đội Nga tiêu diệt. Theo dữ liệu mở do các nhà phân tích của trang Oris thu thập, loại pháo kéo M777 của Ukraine gặp phải thiệt hại nhiều nhất vì nó gặp vấn đề liên quan tới khả năng cơ động. Nhà báo Chris Hooper của ấn phẩm Forbes viết rằng tổn thất của Ukraine là rất lớn. Trong số khoảng 152 khẩu pháo kéo loại M777 155mm được bàn giao cho Ukraine, hơn 1 phần 3 đã hư hỏng hoặc bị phá hủy. Các bức ảnh về những cuộc tấn công của Nga nhằm vào loại pháo kéo 155mm tiêu chuẩn của NATO cho thấy dấu hiệu chúng đã ở một vị trí quá lâu khi xung quanh là đống vỏ đạn. Chuyên gia Hooper nhận xét, việc các khẩu đội cố định tại một vị trí và không chịu di chuyển đã khiến loại pháo này trở thành mục tiêu yêu thích của quân đội Nga. Bên cạnh đó, Nga cũng đang phá hủy pháo tự hành Grab của Anh và M109 của Mỹ, với thiệt hại ước tính dao động từ 18 đến 21%. Trong số hơn 180 tổ hợp pháo tự hành được giao, ít nhất 36 hệ thống bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, tác giả cho biết thêm. Nhà phân tích của tờ Forbes nói rõ, một lần nữa, những hình ảnh về các cuộc không kích thành công của Nga cho thấy, khoảng một nửa số lựu pháo bị tiêu diệt là do không chịu cơ động nhanh chóng sau khi bắn. Trong khi đó, một số loại khác vẫn tỏ ra khó nắm bắt đối với Nga. Ví dụ, xe ra 155mm của Pháp sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp cực kỳ linh hoạt. Tổng cộng, chúng đã được chuyển đến Ukraine với số lượng 49 tổ hợp, nhưng chỉ có hai khẩu pháo loại này đã bị phá hủy. Theo nhà phân tích, những vũ khí như vậy khai hỏa rất nhanh, chuyển động liên tục, cho nên rất khó phát hiện và phản ứng kịp thời đối với chúng. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công để giải phóng các khu vực bị Nga chiếm đóng, không phải để tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky ngày 14 tháng 5 đã tới Berlin gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đức. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Zelensky cho biết Mục tiêu của Ukraine là giải phóng các vùng lãnh thổ nằm trong biên giới được quốc tế công nhận. Trước đó, tờ Washington Post của Mỹ trích dẫn các tài liệu tình báo rò gì của Mỹ nói rằng Tổng thống Zelensky đã cân nhắc việc cố gắng chiếm các thành phố của Nga để có thể sử dụng làm con bài mặc cả trong đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến. Điều này khiến ông mâu thuẫn với các chính phủ phương Tây. Khi phương Tây muốn tránh đụng độ trực tiếp với Nga, đã khăng khăng rằng vũ khí mà họ cung cấp không được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga. Khi được hỏi về bài báo của Washington Post, ông Zelensky nói, Chúng tôi không tấn công lãnh thổ Nga, chúng tôi giải phóng lãnh thổ hợp pháp của chính mình. Chúng tôi không có thời gian cũng như sức mạnh để tấn công Nga, và chúng tôi cũng không có vũ khí dự phòng để có thể làm được điều này. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi đang chuẩn bị phản công các khu vực bị chiếm đóng bất hợp pháp, dựa trên các đường biên giới hợp pháp, được xác định theo hiến pháp của chúng tôi, được quốc tế công nhận. Trong một thông tin nóng được tờ The Washington Post dẫn báo cáo tình báo mật được cho là đã bị dò dì của Mỹ cho biết, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner đã ngỏ ý tiết lộ vị trí của quân đội Nga cho chính phủ Ukraine đổi lấy việc Ukraine rút binh lính khỏi Bakhmut. Theo The Washington Post, đề nghị của ông Prigozhin được đưa ra thông qua các mối liên hệ của ông với cơ quan tình báo Ukraine. Theo báo cáo, Ukraine đã từ chối lời đề nghị. Trong tháng này, ông Prigozhin đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai đe dọa rút quân khỏi khu vực xung quanh Bakhmut trừ khi họ nhận được đạn dược cần thiết. Nhà Trắng chưa phản hồi bình luận về thông tin trên. Trong một thông báo hiếm hoi về các quan chức quân sự cấp cao của Nga thiệt mạng trong chiến đấu, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết hai chỉ huy nước này đã thiệt mạng trên chiến trường tỉnh Donetsk. Theo thông báo, hai chỉ huy thiệt mạng là ông Vyacheslav Makarov, chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới số 4, và ông Johnny Brokov, phó tư lệnh quân đoàn phụ trách công tác quân sự và chính trị tại Donetsk. Các chỉ huy này được xác nhận đã tử trận trong khi đang chiến đấu. Tuy nhiên thông báo không nêu rõ hai chỉ huy này tử trận khi nào. Phe đối lập Thái Lan đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày chủ nhật 14 tháng 5 sau khi đánh bại các đảng liên minh và quân đội, tạo tiền đề cho những thay đổi sau 9 năm cầm quyền của phái bảo thủ được quân đội hậu thuẫn. Với 99% số phiếu đã được kiểm, đảng tiến lên, Move Forward Party MFP theo chủ nghĩa tự do và Đảng Pheo Thái theo chủ nghĩa dân túy đang dẫn trước. Tuy nhiên, đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử này vẫn chưa đảm bảo được quyền thành lập chính phủ mới. Một phiên họp chung của Hạ viện 500 thành viên cùng với Thượng viện 250 thành viên sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới để chọn ra thủ tướng mới. Phiên họp chọn thủ tướng này cũng sẽ đầy thách thức, vì các thành viên của Thượng viện do chính quyền quân sự bổ nhiệm đã đứng về phía các đảng quân sự trong cuộc bỏ phiếu hôm 13 tháng 5 đã có 39,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu hôm qua, tương đương với 75% số cử tri đăng ký. Cuộc bầu cử này là trận đấu mới nhất trong cuộc chiến tranh giành quyền lực kéo dài giữa phe Thái, đảng theo chủ nghĩa dân túy của gia đình tỷ phú Sinawacha và các đảng thân quân đội theo đường lối bảo thủ, có tiền, có ảnh hưởng đối với các thể chế quan trọng. Những màn trình diễn đáng kinh ngạc của đảng tiến lên, được làn sóng ủng hộ từ các cử tri trẻ tuổi, sẽ thử thách quyết tâm của các đảng cầm quyền lâu đời của Thái Lan khi nước này tiến hành những cải cách thể chế và xóa bỏ độc quyền. Đảng tiến lên đứng đầu, theo sát là phiêu thái, kết quả sơ bộ cho thấy. Theo tính toán của Reuters, cả hai đảng này sẽ giành được nhiều hơn gấp 3 lần số ghế của đảng Palang Pracharat, đảng chính trị của chính quyền quân sự và đảng quốc gia Thái Lan thống nhất do quân đội hậu thuẫn. Trung Quốc vừa chấp thuận việc chuyển giao công nghệ làm tàu cao tốc cho Thái Lan nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á có thể tự chế tạo phương tiện này. Nhóm nghiên cứu do kỹ sư Gao Rui dẫn đầu viết trên tạp chí Trung Quốc Runway Standard Design nhấn mạnh, khi sự hợp tác trong dự án đường sắt cao tốc Trung Quốc-Thái Lan ngày càng sâu sắc, mong muốn tự thiết kế và xây dựng đường sắt cao tốc của Thái Lan dần trở nên mạnh mẽ hơn. Họ hy vọng sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong sự hợp tác trong tương lai. Đáp lại các yêu cầu liên tục của Thái Lan về chuyển giao công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc tại các cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp, Bắc Kinh đã đồng ý chuyển giao công nghệ cho Thái Lan với điều kiện không vi phạm luật pháp Trung Quốc. Theo luật pháp Trung Quốc, các công ty và cá nhân phải được chính phủ chấp thuận để xuất khẩu các công nghệ được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia hoặc lợi ích kinh tế của đất nước. Trung Quốc có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, dài hơn 40.000 km và được xây dựng chỉ trong vòng 15 năm. Nhóm của ông Cao cho biết, Trung Quốc đã đồng ý về nguyên tắc chuyển giao hoặc chuyển giao có điều kiện công nghệ, kỹ năng và kiến thức trong 11 lĩnh vực liên quan tới xây dựng đường sắt cao tốc cho Thái Lan. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Canada mới đây, Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada, Marco Mendicino cho biết đã có thể có thêm các đồn cảnh sát Trung Quốc đang hoạt động ở Canada trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Ông Mendicino nhấn mạnh: "Tôi tin rằng cảnh sát Hoàng gia Canada đã có hành động cụ thể để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào mối quan hệ với các đồn cảnh sát đó. Và nếu các đồn cảnh sát mới mọc lên, cảnh sát sẽ tiếp tục hành động quyết liệt." Tuyên bố trên được đưa ra sau 2 tháng kể từ khi cảnh sát Canada thông báo họ đang điều tra liệu hai trung tâm cộng đồng ở Montreal có được sử dụng để đe dọa hoặc quấy rối người Canada gốc hoa hay không. Đầu tháng 5, truyền thông Canada đưa tin các trung tâm ở Montreal vẫn hoạt động bình thường, bất chấp tuyên bố của Bộ trưởng Medicino rằng tất cả các cơ sở bí mật này ở Canada đã bị đóng cửa. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Canada. Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc tiếp tục leo thang sau khi hai nước thông báo trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại!